phòng trị nấm khuẩn ở cái vết cắt của cây rau sau khi mới cắt xong này. Cho rau muống tốt, to lá, to cọng, sử dụng để phun và tưới. Cây nhỏ có thể là tưới cả gốc luôn và cây to thì mình phun để cho nó mập thân, mập đọt, to lá, to cọng cây rau muống này. Và đây là cái sử dụng để phun xịt sau khi cái chai này thì sẽ sử dụng sau phun xịt sau khi mình mới cắt rau xong nhé. Phun lên cái vết cắt đấy luôn. Mới cắt rau phun, sử dụng mỗi bình khoảng tầm 15 đến 20 ml thôi. Cái số này sẽ đi về Quảng Ninh để làm việc với cái vườn rau. Trong đó có rau muống này và một số loại cây rau thơm ấy. Và để phòng trị những cái bị nấm khuẩn tấn công sau khi mình cắt mà nó bị gây ra bị thối, bị khô cái đầu vết cắt đấy. Đấy thì các anh chị sẽ sử dụng cái này phun xịt lên sau khi mình mới cắt rau xong nhé. Thì sử dụng khoảng tầm 15 đến 20 ml. Pha cho một bình 20 lít nước nhé. 15 đến 20 ml cái này này, cái thuốc này đấy. Hòa ra phun xịt, phun ngay sau khi mình mới cắt xong để cho nó hạn chế bớt cái hiện tượng là bị khô và thối đầu vết cắt này. Đấy. Còn cái này nó sẽ giúp cho cái cây nó giúp cho cái cây nó tốt lá, to cọng, mập cây và nó vọt đọt, đẻ nhánh nha. Có thể sử dụng khi cây đang phát triển hoặc là khi cây sau khi mới cắt hoặc cây con cũng đều sử dụng được hết nhé. Các anh chị có thể là hòa ra để phun trên lá và tưới cho cây con luôn. Tưới cho cây con thì mình có thể là sử dụng bằng cách là hòa cái này mỗi bình cho khoảng tầm 30 đến 40 ml cái chai này kết hợp cùng với 1/20 cái gói này, hòa cho một bình 20 lít nước. Xong rồi nếu mà mình phun trên lá xong sau khi mình muốn tưới gốc cho cây con ấy, thì cũng có thể là cũng dùng cái liều lượng bằng đấy luôn. Và tháo cái đầu béc phun ra xong mình tưới trực tiếp vào cái gốc cây con đấy. Cảm ơn cô chú anh chị em đã xem video và hẹn gặp lại cô chú anh chị em ở video sau. Và nếu như cô chú anh chị em đang xem trên kênh nhưng mà chưa có đăng ký kênh ấy, thì cũng có thể là bấm cái nút đăng ký màu đỏ bên dưới video này này. Và bật luôn cái nút chuông thông báo lên để mỗi khi mà em có video mới đăng lên ấy, thì cô chú anh chị em sẽ nhận được thông báo từ những cái video đó. Em xin cảm ơn rất nhiều ạ. Cái này nếu các anh chị tưới vào đất thì nó sẽ giúp cải tạo đất này, tăng độ phì nhiêu và giúp dễ phát triển cây, giúp cho cây phát triển mạnh này, cái rễ cây ấy, phát triển mạnh hơn này. Còn cái này mà mình phun lên cái đầu vết cắt ấy, phun lên cái rau sau khi mình mới cắt xong ấy, thì nó sẽ hạn chế được những cái tác nhân gây bệnh ở bên ngoài đối với cái đầu vết cắt của cái cây rau ấy nhá.